như đã hứa cả bọn chính thức trở thành sát thủ nhưng có vẻ không như mong đợi lắm hai anh em nhà đốc không thể tin được họ bắt được sát thủ cấp s nhưng chỉ được phong làm cấp d đúng là bất công mà bỏ qua chuyện đó hôm nay chủ tịch choi đã cho gọi bọn họ cái này đi xuống đâu vậy không phải chúng ta đi chết đấy chứ thang máy mở ra trước mắt họ là hai chị gái tiếp tân lực điền đốc anh vội bấm thang máy đến lộn chỗ rồi mau mau đóng cửa lại chú hay anh nhỉ tụi em xin lỗi ạ xin mời vào chúng tôi đang chờ đấy, một chị gái xinh đẹp bước ra từ phía sau, đốc anh lại bấm thang máy dừng lại, mau mau mở ra, là quân đồng minh, cả bọn được dẫn đến để tiếp đãi vì đã cứu con trai chủ tịch. Đầu tiên là bữa buffet phì, sau đó là mặc vest cao cấp, có cơm ăn áo mặc nên dù không được gặp mặt chủ tịch cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng chính là tiết mục hoành tráng nhất, món chính của hôm nay chính là vũ khí. cả bọn hai mắt long lanh khi đứng trong kho vũ khí xịn sò của tập đoàn DeHa, công ty quân nhu có kỹ thuật hàng đầu thế giới, chịu trách nhiệm hỗ trợ chiến đấu các loại của những sát thủ vinh diệu để đền đáp bọn họ chủ tịch choi nói rằng hãy lấy bao nhiêu tùy thích ầy chúng ta có xài súng đánh nhau đâu đúng không em đương nhiên rồi anh hai anh em nhà đốc nói trước khi nhét cả tá súng vào người chỗ nào chống là phải nhét thêm thế này thì phải gửi chuyển phát nhanh thôi iona thì chỉ thích dùng dao một con damascus có chất liệu s 30 v đồ đất tiền cả đời chỉ có một lần nên cô cũng muốn lấy một cái nhưng iona do dự vì hôm đó cô chẳng ra tay ôi làm sao đây cuối cùng là peter cô gái cũng tò mò anh sẽ chọn thứ gì anh ngờ anh chỉ lấy một cây bút máy cô ta nghĩ anh còn trẻ nên không tham lam nhưng thực ra toàn bộ vũ khí ở đây anh đều đã dùng qua rồi đột nhiên cô gái nhận được chỉ thị dẫn peter đến phòng chủ tịch họ lên tận tầng ph anh tò mò không biết chủ tịch tìm anh có chuyện gì nhưng cô gái bảo muốn biết thì đi mà hỏi sau khi dẫn anh đến cô ta lui xuống trong phòng chỉ còn lại peter và chủ tịch tôi đã muốn gặp mặt một lần chủ tịch lên tiếng mời anh ngồi xuống một người đàn ông toát ra phong thái đúng chất một chủ tịch của tập đoàn quân nhu hàng đầu thế giới ông ta hỏi qua anh về bữa ăn quần áo mọi thứ với anh đều ổn áp nhưng chắc chắn phải có lý do gì ông ta mới gọi riêng anh lên đây ha ha không phải tôi nói rồi sao tôi muốn gặp cậu không có lý do nào khác nên không cần cứng nhắc như vậy mà dù sao cũng phải nhắc thôi chủ tịch tiến lại gần đối mặt với peter học sinh kim sung gu tôi biết cậu là ai mùa đông năm 1978 tại nam san tên bắt cóc choi ơn trang đang bị thẩm vấn ác liệt nhưng hắn vẫn kín miệng hắn nhếch mép nói Tụi mày chỉ có một cách duy nhất để cứu tên đó, hãy bàn giao tên lửa mà Hàn Quốc đã phát triển với Mỹ cho Liên Xô bỏ tao. Đương nhiên là nếu từ chối thì Choi Eun-chang sẽ đi đời nhà ma. Choi Dae-ha khi đó chỉ cần tìm lại được con trai. Ông yêu cầu gửi lực lượng tinh nhuệ nhất bao gồm Delta đến Moscow. Tuy nhiên, ngay khi đó họ nhận được tin khẩn, lực lượng Delta đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cuối cùng, chỉ còn một cách, Dae-ha tìm đến Thánh đường Vinh Diệu, sốt sáng đập cửa gọi cha xứ. Ông đồng ý hỗ trợ cho Thánh đường dù là 100 năm nữa, chỉ cần gửi sứ đồ mạnh nhất trong 12 người của họ đi giải cứu cho con trai ông. Tôi không biết ông đang nói gì nữa. Câu nói của cha xứ khiến Đe Ha chết lặng. Cha xứ nói ông hãy cầu nguyện đi, vì tên lửa của Chúa đã đến Moscow rồi. Đe Ha đương nhiên không thể yên tâm được khi ba quân đội đặc nhiệm đều đã bị tiêu diệt, nhưng chỉ có một mình Peter thì liệu có làm nên cơm cháo gì không? Nhưng anh là Peter, người luôn đơn thương độc mã và đem về chiến thắng mạnh nhất trong 12 sứ đồ. Đám trên tàu không biết anh vào khoang bằng cách nào nhưng chỉ có một người nên chắc là dễ đối phó nhỉ? Rất vừa vặn, Peter nói, sau đó là một chàng xả súng trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ trong khoang. Tao nói rất vừa vặn số đầu của tụi mày và số đạn của tao peter bước vào khoang cuối cùng tên duy nhất sống sót dùng choi ơn trang làm con tin hắn đã từng nghe về một người châu á được mệnh danh là quái vật có thể sống sót được ở bất cứ đâu nhưng peter lại trẻ hơn hắn nghĩ peter giơ hai tay tránh kích động dùng tiếng hàn nói chuyện với ơn trang ra hiệu cho cậu cúi đầu xuống khi anh đếm đến mà choi ơn trang còn chưa hiểu gì thì peter đã đếm đến số 3 peter dùng sức phi thật mạnh đồng xu trong tay trung phốc vào thẳng chán hắn lần đầu tiên trong lịch sử có người giết người bằng một đồng xu Choi ơn trang lắp bắp cảm ơn Peter, anh hút một điếu thuốc rồi vỗ đầu cậu bé, anh đến đây không phải để cứu cậu mà là đến cứu tương lai của tập đoàn hà Ơn trang chạy theo Peter ra về, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ vẻ ngầu lòi của anh. Peter là ân nhân cứu mạng của ơn trang, dù đã 40 năm trôi qua nhưng ông chưa bao giờ quên được khuôn mặt của anh, thế nên ông kết luận anh là cháu trai của Peter. Peter thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ, lâu rồi mới thấy căng thẳng toát mồ hôi như thế này. Dù sao thì đã 40 năm Peter mới gặp lại cậu nhóc yếu đuối mà anh cứu, bây giờ đã lớn lên một cách oai nghiêm rồi. Chủ tịch tò mò sao anh chỉ lấy cây bút mà không lấy thêm, dù anh không lấy gì thêm nhưng chủ tịch không thể để cháu trai của ân nhân ra về với một cây bút được. Thế nên ơn trang đã chuẩn bị một món quà nhỏ, đỉnh cao của công nghệ tương lai tập đoàn Deha mà ông nội Peter đã cứu vớt. Đó là một con ST Petrus V4, động cơ mạnh do chính Deha phát triển, tốc độ tối đa hơn 500 km h còn được trang bị chức năng làm nhiễu loạn mọi thiết bị để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách tự do và thoát khỏi GPS và CCTV ngầu vãi đạn iona sờ mó chiếc xe từ a đến z hai anh em đốc nghĩ lại muốn đổi số súng lấy chiếc xe nhưng đương nhiên là có cái nịt peter ném cho iona một cái mũ bảo cô lên xe ra về đúng lúc này giáo quan gọi đến thông báo về buổi tập hợp của các sát thủ hãy đến đó để cho mọi người thấy sự hừng hực của tuổi trẻ tuổi trẻ sao hai anh em nhà đốc nói sẽ nóng lắm đấy iona muốn peter đạp ga bỏ lại hai thằng áo đời này cho xong giáo quan không quên dặn dò họ khi đến nơi hãy nói rằng tân binh quái vật đã đến cả bọn mặc vest mới được tặng đến nhà thờ vinh diệu hai anh em nhà đốc vuốt tóc làm người nổi tiếng mệt quá nhỉ đẩy cửa bước vào iona kinh ngạc trước nơi mà sự khải huyền ban xuống đó là một cách những sát thủ vinh diệu gọi về nhiệm vụ mỗi người sẽ có một nhiệm vụ phù hợp với thứ hạng được giấu dưới khải huyền được ban peter cũng bất ngờ không kém hóa ra đây là cách các sát thủ cấp thấp nhận nhiệm vụ chứ trước giờ anh ở đỉnh cao suốt nên có biết đâu hai anh em nhà đốc hứng hở mở nhiệm vụ ra xem trên đó viết đánh nhau đi cha xứ thấy hai người không hiểu gì thì liền nói ông ta không bao giờ giao nhiệm vụ cho người mới đến thay vào đó sẽ đưa cho họ thánh huyết nhưng cách họ uống không phải bằng miệng mà là bằng đầu tên cha xứ cười nham hiểm ngoan không tao đã chờ chúng mày đấy bọn cấp D. đốc anh nghiến răng xem ra phải có những người bị đánh mới hiểu ra thế nào là lễ hội buổi ra mắt của các sát thủ thì ra là đánh nhau không phân biệt cấp bậc hình như là đang vận động tranh cử để thành cấp b thì phải những tên sát thủ cấp cao hơn mỉa mai dù không biết hạng d có nghĩa gì nhưng tao cũng không hiểu được một thời gian rồi đương nhiên là không rồi bọn tôi sinh ra không phải để trở thành cấp đê đâu đốc anh tung cước sau đó là đến đốc em tung nắm đấm mấy sát thủ cấp trên đều thượng đẳng như vậy sao thế thì họ sẽ dạy dỗ lại cái hệ thống này thấy hai anh em nhà đốc tự tin hơn iona cũng thấy bất ngờ có lẽ còn mạnh hơn cả khi đánh nhau với xăng giò tên sát thủ cấp b dừng lại nhưng chỉ có mỗi đốc em xông lên trong khi đó đốc anh đã túm chặt chân hắn từ phía sau em trai lên đi anh ta hét lên đốc em dùng cơ thể to lớn chuẩn bị dáng một đòn thật mạnh xuống máu tươi đã nhỏ xuống nhưng đó là của đốc em mơ được bằng peter à hồi bằng tuổi tụi mày tao cũng vậy đấy bây giờ tao sẽ dạy dỗ lại mấy đứa mầm non chúng mày nhé đốc anh vội lao đến chỗ đốc em nhưng anh ta bị đấm ngay giữa đường iona định xông lên thì tên quan giang khoác vai họ ông chú đang điên cuồng bón hành cho đốc anh là một tên cả đời mới lên được cấp b nhưng thế cũng là đẳng cấp khác rồi cấp d của vinh diệu được giao nhiệm vụ nhắm vào những người bình thường cấp c thì đối mặt với mục tiêu sử dụng vũ lực như băng đảng xã hội đen cấp B là nhiệm vụ có thể xảy ra giữa các sát thủ, cấp A ám sát cấp quốc gia, tất cả đều phải nôn ra máu để đạt đến đỉnh cao của vinh diệu. Còn cấp S thì tuyệt đối không thể đạt được chỉ với nỗ lực, ở trên đỉnh cao của các sát thủ là 12 sứ đồ. Nhóc con, tao chỉ mày cách thành sứ đồ nhé, ông chú nói sau khi đánh đốc anh bầm dập, đó chính là tái sinh lần nữa là được. Hóa ra với các sát thủ cũng có ma cũ bắt nạt ma mới, Iona đã không thể chịu được cảnh tượng này. Quan Giang búng chán cô ta, sở dĩ Iona còn yên bình là do làm chó của bạch tuộc, không có năng lực thì chỉ xứng đáng làm chó săn cho sát thủ thôi một bàn tay giữ chặt cánh tay hắn peter cảnh cáo hắn đừng có chó cậy gần nhà nếu không thì anh sẽ bóp nát xương hắn ngay bây giờ đấy mày muốn đấu một trận chứ gì hắn hét lên peter đủ sức san phẳng cả cái nhà thờ này nhưng ji đã dặn anh không được gây chú ý với thực lực bá đạo đó thì đám vinh diệu sẽ nghi ngờ anh và kế hoạch sẽ trở nên nguy hiểm thế nên không cần quan tâm đến mạng sống của đám trẻ peter cũng biết chứ anh phải giấu mình thật kỹ ở cấp đê nơi chúng không thèm đói hoài tới thế nên peter để quan giang và liên tục vào mặt cứ đánh thoải mái đi anh nói chỉ cần cho anh em nhà đốc đi viện một người bất tỉnh một người bị thương nặng nếu không đi thì nguy hiểm đến tính mạng tôi sẽ không dám nhắc đến sứ đồ nữa xin các tiền bối peter nói là sát thủ cũng phải biết hạ cái tôi đúng lúc quan giang nhấn mày nhìn đều anh cứ tưởng gì làm người ta mất cả sức thôi dừng ở đây cũng được nhưng thay vào đó hắn yêu cầu cả bọn giao nộp chứng nhận tư cách tình nguyện hay còn gọi là giấy phép sát thủ cả đám ra về trong chiều tàn đốc anh thở dài làm sao mà ăn nói với giáo quan đây xin lỗi nhé ly iona kim sung gu vì không thể bảo vệ mọi người cũng may là peter và iona không đứng ra còn giấy chứng nhận thì xin cấp lại là được nhỉ đốc anh đã định trở thành đội trưởng và cho cả đám thấy bộ dạng thật ngầu mà đi đi đội trưởng đến giờ ăn rồi peter đội mũ bảo hiểm cho đốc anh ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi trên đường về Iona tự hỏi làm sao để mạnh hơn, bọn họ đã bị tước đi giấy chứng nhận một cách trắng trợn. Peter không phản ứng, yếu kém hơn thì đương nhiên sẽ bị cướp thôi, nhưng đúng là bực mình thật. Đến đó trong nhà thờ, hai tên sát thủ cấp B bàn tán về chuyện tần đám đốc anh em ngày hôm nay. Đúng lúc mở cửa nhà thờ, chúng nhìn thấy Peter đang ngồi cầu nguyện. Ôi kaka nó đến để bị đánh tiếp à? Peter lẩm bẩm, nhất định phải làm đến mức đó à? Ngày hôm nay anh sẽ tới đây để cho chúng thấy thứ cả đời chưa từng thấy và sau này cũng không thể thấy, thế nào là một sứ đồ cấp S cuộc chiến giữa các sứ đồ hả? Ông chú bật cười nắc nẻ, vãi nổi chú em, tao làm việc ở đây 14 năm còn chưa gặp mặt sứ đồ lần nào đấy. Hắn cười đến chảy cả nước mắt, nói với Quan Giang vờn với Peter một lúc rồi thả đi là được, nhưng khi hắn nhìn sang Quan Giang đang đứng bất động. Từ lúc đối mắt với Peter, Quan Giang đã thấy anh có ánh mắt tàn nhẫn, một đứa nhóc cấp 3 không có vũ khí, chỉ có một chuỗi hạt tràng trên tay, vậy mà lại tỏa ra sắc khí như thần chết. Này Giang sao đừng yên thế, lẽ nào anh sợ tên nhóc danh đó à? Nghe hắn nói Quan Giang lấy lại tinh thần chắc chắn chỉ là một tên nhóc tầm thường thôi trong đầu hắn nghĩ ra 7749 tương lai gần hắn sẽ bất ngờ ném cuốn sách trong tay về phía peter khi đó anh sẽ dùng tay đỡ rồi hắn sẽ đấm thật mạnh vào bên hông không có gì che chắn của anh bản năng che chắn sẽ khiến anh phải cong người xuống nhưng quan giang sẽ không nhắm đến hông từ đầu mà là con mắt của anh đột nhiên hắn giật mình một cảnh tượng khác xen ngang đầu hắn chuỗi hạt peter đang dùng không phải chuỗi hạt bình thường khi anh vung dây cước lên những gì xung quanh hắn sẽ vỡ tung cái dây cước đó sẽ cứa ngang cổ hắn như thế này học Quan Giang ôm cổ run rẩy trở lại với thực tại. Giang, anh còn đứng ngứa người ra đó làm gì? Tên còn lại quát hắn. Nhưng nội tâm thôi thúc Quan Giang không được lại gần Peter vì hắn đã có kinh nghiệm về cái chết cả ngàn lần rồi. Những gì hắn học được từ hàng trăm trận chiến trong hàng thập kỷ là thứ trực giác mách bảo hắn sẽ thua ai đó dù không trực tiếp chiến đấu. Nhưng khi đối diện với Peter, đó không chỉ là cảm giác thua cuộc. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra lại có người đáng sợ như thế này. Nhớ lại lúc hắn vung tay vào vào mặt anh, Quan Giang không dám đi qua chỗ Peter. Qua đó chắc chết. a, à, à, à hắn hét lên tôi sai rồi nếu cậu bỏ qua cho việc hôm nay tôi tôi sẽ đột nhiên peter vuốt nhẹ má hắn tôi nghe nói khả năng cảm nhận cái chết là kỹ năng cơ bản của một sát thủ với ý nghĩa đó tiền bối có những phẩm chất thật phi thường nói rồi peter rời đi để lại hắn đang thẫn thờ quỳ trên sàn đờ mơ cậu đang làm gì vậy tên còn lại bực mình câm miệng nếu không muốn chết quan giang gắt lên peter ra ngoài liền bị duy bắt bẻ cô ta đã dặn anh vạn lần không được đánh nhau nếu bị phát hiện thì kế hoạch đi tòng sẽ không có chuyện đó đâu, Peter nói. Một sát thủ hạng B nhưng lại thua sát thủ hạng D sao? Đừng nói đến chuyện xấu hổ này lan ra. Họ thậm chí không thể đặt chân lên khu này nữa. Việc thua dưới tay một nhóc 18 tuổi mà nó không hề dùng đến nắm đấm nào, liệu Ji -won có hình dung ra được không? Đương nhiên Ji -won không hiểu và độc giả cũng thế. Cô ta đã rất lo lắng đuổi theo anh vì sợ Peter gây chuyện. Anh ngờ anh lại lẩm bẩm không nói lời gì ra hồn. Mấy thằng điên này, thẻ bài sát thủ giống như mạng sống của các cậu vậy, làm sao có thể đánh mất nó hả? Giáo quan nổi trận lôi đình nhưng đó chỉ là tưởng tượng của hai anh em nhà đốc đối diện với giáo quan còn đáng sợ hơn cả mấy sát thủ cấp b đúng lúc này quan giang tìm đến hai anh em nhà đốc giật nảy lên tuy còn run nhưng vẫn vào tư thế chuẩn bị chiến đấu sao sao anh lại đến đây muốn đánh nhau nữa à nhưng hôm nay hắn đến là để trả lại thẻ bài sát thủ huynh đệ đốc cười như được mùa sống rồi đại ca quan giang tưởng là một tên khốn hóa ra lại là người tốt quan giang liếc nhìn sang peter đang đọc hồ sơ của iona bĩu môi rồi kiếm cớ chuồn lẹ sau khi có tấm thẻ hai anh em nhà đốc được dịp khoe khoang cho các bạn cùng lớp còn peter đi tìm iona lúc này cô đang điên cuồng tập luyện iona tự thấy bản thân thật đáng thương chiến với park sang do hay với những tên trong nhà thờ cô ta chỉ có thể đứng nhìn rốt cuộc thì cô ta vẫn là một kẻ thảm hại nếu cứ thế này thì em trai zujin của cô sẽ gặp nguy hiểm có gì mà đáng thương vậy peter xuất hiện từ đằng sau anh đến để trả lại thẻ bài sát thủ cho iona nhưng cô tự thấy bản thân không có tư cách để nhận là vì em cô à anh hỏi chắc hẳn cô ta đã cảm thấy bản thân có lỗi nên mới cố gắng trở thành một sát thủ cậu im đi Cậu biết gì mà nói hả? Iona đập mạnh vào người anh, Peter thì biết gì mà nói về Eugene chứ? Peter giữ chặt tay cô ta, không phải là anh không biết gì đâu, ví dụ như Eugene không phải em ruột của Iona. Cô dưỡng sờ khi anh nói vậy, Peter hy vọng cô ta có thể kể chuyện đã xảy ra với Eugene. Đó là nhiều năm về trước, cậu bé Eugene ngây thơ đã gọi Iona là gia đình và muốn chạy trốn cùng cô. Gia đình gì chứ? Vớ vẩn, Iona lạnh lùng nói, cậu bé thậm chí còn không phải em trai ruột của cô từ khi sinh ra iona đã bị bỏ rơi trong tủ đựng đồ ở tàu điện ngầm lẽ ra lúc đó cô nên chết đi nhưng lại không may khi được cứu và đưa vào trại trẻ mồ côi cái ăn cái mặc lúc nào cũng thiếu thốn nhưng iona không thấy khó chịu gia đình hay bạn bè cô không có bất cứ suy nghĩ gì đến những thứ đó iona thích ở một mình vì không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa ước gì cô càng chết nhanh càng tốt một ngày nọ chúa đã nghe lời thỉnh cầu của iona cô bị bắn khi đang làm nhiệm vụ và mất quá nhiều máu trại trẻ mồ côi cũng không còn túi máu nào hết và họ chuẩn bị ném cô vào một bãi rác dù cho iona có sống ở đó lâu hơn những đứa trẻ khác nhưng ở đó còn đầy trẻ con iona đã biết bản chất của nơi này từ lâu cô đã cảm thấy nhẹ nhõm vì được chết ít nhất là như vậy em tỉnh lại rồi à câu nói của điều dưỡng khi iona tỉnh lại anh ta nói rằng đã có một phép màu xảy ra và kể từ khi có phép màu đó li jujin đã biến mất iona đã điên cuồng đi tìm jujin cậu bé đã hiến gần như toàn bộ số máu cho iona để cô được sống và yêu cầu bác sĩ nói rằng đó là một phép màu iona đã nghĩ cô không có gia đình nhưng ngày nào cũng vậy ở cùng một nơi jujin vẫn luôn quan tâm đến cô iona thậm chí còn không biết rằng cô có một gia đình như thế iona đã tìm đến bác sĩ anh đừng bỏ nó em đã hoàn toàn hồi phục rồi em có thể đi kiếm tiền được vậy nên việc phí của jujin em sẽ trả hết không quan trọng tiền bạc vì em là chị của thằng bé lần đầu tiên trong đời iona có động lực để sống tiếp jujin không phải em ruột của cô cũng không quan trọng cô sẽ cứu lấy nó bằng mọi giá được có vẻ lời tôi nói đã vô ích rồi peter nói sau khi nghe chuyện và chuẩn bị rời đi nhưng Iona nắm lấy tay áo anh, cậu là người mạnh nhất tôi từng gặp, làm ơn, hãy giúp tôi trở nên mạnh hơn. Nói xong cả mặt Iona nóng bừng, lúc này mà có bao cát ở đây là cô đã đấm lên hồi rồi. Mà phải bình tĩnh cái đã, nếu nghiêm túc thì cô có thể thu thập được, Iona hắng giọng rồi chỉ tay về phía Peter, hãy trở thành sư phụ của tôi đi. bầu không khí ngưng động trong 5 giây, Peter thản nhiên nói, cô vốn nhờ vả người ta bằng cách này à, Thạnh quá hóa giận. Iona quay lưng rời đi, không có sư phụ thì cũng sẽ ổn thôi, nhưng Peter cũng đã có suy tính về cô ta nên mới cất công đến đây nghe thế Iona nhìn anh bằng ánh mắt long lanh sư phụ hãy nhận đồ đệ đi Peter ớn người nghĩ đến việc cô ta làm đệ tử anh thôi cũng thấy ghê rồi trước tiên Peter phân tích về cô ta thể lực không điểm dũng khí cũng không có nhát gan nhưng tính nóng như kem nói chung là có đủ điều kiện để không thể làm sát thủ nhưng Iona có một đôi mắt tuyệt vời nhất với tư cách là sát thủ từ lúc ở nhà hàng của bạch tuộc cho đến nay Iona chưa từng rời mắt khỏi cuộc chiến dù chỉ một khoảnh khắc cứ như đang đốt chừng tất cả những kỹ thuật mà cô ta nhìn thấy nghe nói rằng những cầu thủ bóng chảy thường xuyên đánh được home run thậm chí còn có thể nhìn thấy những đường khâu trên quả bóng khi nó bay anh cá chắc là thị lực của iona còn hơn cả họ nhất là khi cô nhìn thấy được ngón tay của park sang do anh cũng thấy bất ngờ thế nên peter đã tìm hiểu và chọn ra một loại vũ khí có thể đảo ngược những nhược điểm của cô ta thành ưu điểm loại vũ khí duy nhất để cô có thể thắng được bất cứ ai peter ném cho cô một thứ vũ khí nếu cô có thể điều khiển được nó thì không có sư phụ iona cũng có thể làm tốt thôi hai tuần sau hai anh em nhà đốc đang gửi mùi tiền nếu trở thành sát thủ chính thức thì sẽ được cho một triệu won một tuần nếu trở thành sứ đồ có khi được gấp 10 lần cũng nên peter nhìn họ bằng ánh mắt phán xét với sứ đồ thì không có tiền hàng tuần vì nếu muốn họ có thể tận hưởng bất cứ thứ gì dù sao trải nghiệm cảm giác được cho tiền hàng tuần cũng mới mẻ nói mới nhớ làm sư phụ nhưng peter cũng không biết đồ đệ mình đi đâu theo hai anh em nhà đốc iona đã đi làm thêm nhưng lần này đi hẳn hai tuần Công việc chủ yếu của Iona là đi dọn dẹp dấu vết nơi sát thủ đi qua, cảnh tượng kinh khủng đó huynh đệ Đốc Gâu không làm được, giờ ngồi rung đùi cũng có một triệu won một tuần rồi. Họ thắc mắc vì sao Iona phải làm việc điên cuồng như thế, có phải vì tiền ăn không vì cô ta ăn như lợn, nhưng Đốc em biết thừa Iona ăn nhiều là để tiết kiệm, vì ăn bao nhiêu thì cũng miễn phí. Không được rồi, nếu muốn thành người lớn thì phải chi tiêu nhiều chút chứ, Kim Sung Gu nếu cậu cũng muốn trở thành đại gia thì hãy nhớ lời tôi nói, đại gia mới nổi Đốc Anh cho hay. Đương nhiên là Peter chẳng thèm quan tâm mấy lời của hai anh em nhà họ, vì không thể tiêu hết số tiền lớn đó một mình nên có lẽ Iona có bí mật gì đó khó nói về Eugene. Đúng lúc này Iona nhắn tin cho Đốc huynh đệ, nhưng tại sao lại bảo mang khăn trong cái mùa đông nóng như thế này chứ? Trong một nhà băng âm 20 độ C, hai anh em nhà Đốc choàng khăn ôm nhau sưởi ấm, tại sao Iona lại gọi họ đến nơi này chứ? Iona lau mồ hôi, đương nhiên là đến để huấn luyện rồi. Huynh đệ Đốc vận nội công vào những tảng băng, nếu huấn luyện thì là dùng tay không để đấm vỡ đá hay gì đúng là làm vỡ đá nhưng không phải bằng tay không mà là bằng cái này đó là vũ khí peter đưa cho cô phi tiêu dây nó là kỹ năng tiêu biểu của võ ủ su cuốn dây và ném vào người đối thủ độ lớn của sức mạnh tỷ lệ thuận với tốc độ khi ném thì bị xoay vòng nên sức phá hủy còn tốt hơn khi chỉ ném bình thường ngoài ra nó còn có ưu điểm nữa là đối thủ không thể biết được con dao sẽ bay đến từ khi nào và từ đâu hai anh em nhà đốc nghe xong cười nắc này ngu vãi dùng súng còn nhanh hơn cái này là vũ khí bí mật gì chứ ca Đốc Anh thử dùng nó phi về tảng băng, lớp đá dày mà đập vỡ trong một lần, nhưng súng thì vẫn mạnh và thoải mái hơn mà, one shot on kin tuyệt hơn. Đúng là như vậy, giết 5 người thì cần 5 phát súng, nhưng phi tiêu dây thì khác. Iona thử dùng phi tiêu, thứ vũ khí của cô có khả năng one shot on kin. Vãi cả trưởng, làm ơn hãy nói là giả đi, cậu làm vỡ hết trong một lần ư, hai anh em nhà Đốc kinh ngạc ôm lấy nhau. Đã thế bây giờ phải lên sò pe tìm mua thôi, cái gì nhỉ, phiêu tiêu à. Chiều hôm đó sau khi huấn luyện xong, ông chủ Park binh Su qua xem xét ông ta đã thấy những kẻ tập luyện phá băng những kẻ đã tự giam cầm bản thân ở đây nhiều ngày nhưng chỉ có iona phá hết được iona quên mất chưa trả tiền đá nhưng ba tiếng trước peter đã tới đưa cho ông một triệu won rồi đi mất ngoài ra còn nhờ chuyển cho iona một lọ thuốc rau má con gái mà để sẹo ở tay thì không nên đâu chiều ra về iona gọi điện cho peter cô không biết phải nói gì nên hỏi hôm nay ở trường có món gì sau khi nghe cô ta nói nhảm anh chúc mừng cô đã có được vũ khí thật sự Bên này hai anh em Doggo đang chơi phi tiêu dây, làm sao Iona có sức mạnh thế, bẩm sinh hay gì nhỉ? Nhưng chắc chắn một điều cái đó cần có kỹ năng cơ bản mới dùng được. Có lẽ Iona không biết nhưng vũ khí riêng của cô đã ở trong tay cô ta từ rất lâu trước đây rồi. Trong lúc đó Park Sang-jo đang nổi khùng trong phòng giam, mấy thằng cấp B cấp C cứ đến cả container đi, để thắng được tao đầu. Khó xử thật nhỉ, một giọng nói vang lên, nếu muốn thắng được Sang-jo cấp A, quả nhiên cần đến một nhân vật có profile khủng hơn nhỉ tên đó bước vào trước sự cúi đầu cung kính của những sát thủ khác bắc sang do sốc đến mức rơi cả vũ khí tên đó nhặt lên đưa trả lại cho hắn tôi nghe nói anh rất thích cá cược mà nhỉ vậy cá với tôi đi sát thủ bắc sang do gần với sứ đồ cấp s nhất nếu chiến đấu với sứ đồ thật sự thì có thể thắng không sang do lạnh gáy kẻ đứng trước mặt hắn lúc này là sứ đồ nathaniel trong bệnh viện một bé gái khóc lóc ầm ĩ không muốn tiêm hai anh em đốc nhìn con bé mỉa mai ice đúng là yếu đuối mà chỉ là tiêm thôi sao phải ồn ào thế cách làm của người trưởng thành là phải xin y tá cho liều thuốc mê rồi mới tiêm huynh đệ đốc gầu đã làm thế hôm nay là ngày đi khám sức khỏe cho các tân binh sát thủ ở bệnh viện thánh tôn điều hành bởi tổ chức vinh diệu họ cần trải qua một số bài kiểm tra dù sao đi chăng nữa thứ phiền phức nhất vẫn là lấy máu lý do để lấy máu đơn giản là xích cổ sát thủ các loại thông tin về mặt sinh học như dna hay dấu vân tay đều không thay đổi dù có hóa trang như thế nào một khi phản bội tổ chức và chạy trốn nó sẽ là sợi dây xích siết chặt của họ Vấn đề là họ sẽ sớm nhận ra DNA của Peter Janus và anh trùng khớp, nói cách khác danh tính của anh có nguy cơ bị bại lộ. Thế nên giờ là lúc tìm đến Jiwon, anh thản nhiên thông báo bản thân đã bị lấy máu. Jiwon tức điên đánh anh như mẹ đánh con, đé hiểu sao sát thủ 60 tuổi rồi mà đần như thế, lần trước thì gây sự với mấy tên sát thủ cấp B, bây giờ thì sắp bị lộ DNA, thà làm cái biển quảng cáo ghi tôi là Peter luôn cho rồi. Cha, ý kiến hay đấy, Peter nghiêm túc suy nghĩ về cái biển quảng cáo nhưng anh đang nghĩ cách để tránh bị chúng kiểm soát đơn giản thôi anh sẽ làm nổ tung cái bệnh viện đó bằng niềm tin đờ mờ ông già chết tiệt này duy phát điên peter trẻ hơn nên não cũng bị teo rồi đúng không đương nhiên peter biết cái bệnh viện đó là nơi ưa thích của vinh diệu bệnh viện đa khoa thánh tôn là bệnh viện lớn nhất hàn quốc do vinh diệu điều hành bề ngoài thì có vẻ là một nơi bình thường nhưng chỉ có họ mới biết bí mật ẩn giấu bên trong giết người ngụy trang dưới tai nạn y tế trừ khử những sát thủ bị thương là nơi có thể giấu xác chết một cách dễ dàng một bệnh viện sát thủ vì sát thủ và dành cho sát thủ có lẽ dna của anh được trung tâm dữ liệu bệnh viện quản lý thế nên không còn cách nào khác ngoài cho cái trung tâm ấy bay màu Won hiểu nhưng điều quan trọng là kẻ điều hành bệnh viện đó là sứ đồ nathaniel theo lời cô ta hắn không phải là con người mật danh nathaniel công việc chính là bác sĩ được ca ngợi là món quà trời ban một thiên tài y học nhưng một năm sau hắn dính phải một tai nạn y tế rồi biến mất chuyện quái gì đã xảy ra bốn năm trước tại brazil trước trụ sở cảnh sát là một dây treo sát người đầy kinh dị tất cả nạn nhân trong vụ việc lần này được xác định là lũ xã hội đen ở rio de janeiro những băng đảng khác đang nghi ngờ do một bên thứ ba bày trò đây chính là cơ hội chúng tập trung lực lượng và phản loạn thế nên quân đội đã được triệu tập những người lính tinh nhuệ nhất được cử đi thực hiện chiến dịch chống tội phạm họ ngửi được mùi thuốc súng qua khe cửa con mắt họ kinh ngạc bên trong đúng là có súng nhưng toàn bộ bị bẻ cong và không có lấy một bóng người những cây súng ghim trên cột đá cảnh tượng mà không ai dám nghĩ do con người gây ra anh ta có dự cảm không lành nên muốn rút lui nhưng không kịp nữa rồi một trung sĩ đã bị kéo vào trong một căn phòng đây là một cuộc đột kích một lát sau tiếng la hét biến mất không gian yên lặng đáng sợ căn phòng tối om như một hố đen nuốt chửng lấy con người rốt cuộc trong đó có thứ gì thêm nữa đi một giọng nói vang ra từ bên trong căn phòng một chiếc giày quân phục bay ra chỉ huy run rẩy ngước mắt lên trên trần nhà đầy những xác người không đầu trên tay tên nathaniel là đầu của vị trung sĩ xấu số cái kết thì ai cũng biết rồi đấy trong một ngày Sáu băng đảng ở Rio de Janeiro đã lách luật suốt 30 năm và lực lượng cảnh sát quân sự cấp cao nhất thế giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi đọc xong dữ liệu mật về hắn, Peter khá tò mò, con người thực sự có khả năng bẻ cong một khẩu súng sao. Jiwon không biết bằng cách nào chôn được bí mật của chính phủ Rio de Janeiro. Nhưng bây giờ con quái vật đó đang ở bệnh viện đa khoa Thánh Tôn, thế nên cô ta khuyên anh nên tìm một kẽ hở thay vì tấn công trực diện. Nhờ cô mà tôi học được vài điều hay đấy, Jiwon cứ ngỡ Peter đã nghĩ lại, nhưng anh đã tìm ra một cách để lèn vào. Jiwon thở dài bất lực, một khi anh đặt chân vào là tèo chắc luôn. Peter nhờ ji giúp cô làm một việc, không phải việc gì to tát đâu. Ngày hôm sau, ở quảng trường một tấm áp phích lớn với nội dung Peter sẽ đến thăm bác sĩ Nathaniel, coi như là lời chào hỏi đơn giản của anh. Đây là việc Peter nhờ ji dù cô có thể gặp nguy hiểm nếu bọn Vinh Diệu phát hiện ra nhưng ji không sợ. Vì trước giờ cô chưa từng thấy Peter thất bại trong một nhiệm vụ đã được lên kế hoạch cẩn thận trong suốt 50 năm. Đêm đó, những sát thủ cấp D được triệu tập đến bệnh viện để làm bảo vệ, còn những sát thủ Brazil nổi tiếng cấp AB sẽ trực tiếp tóm Peter. Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày họ được chứng kiến trận chiến giữa các sứ đồ. Đa số mọi người đặt kèo cho Nathaniel vì Peter là một lão già bị ung thư, chắc chắn là chiến thắng tuyệt đối mà. Peter sẽ thắng, hai anh em đốc hết lên, nhưng chẳng ai thèm nói lại vì tân binh ai cũng thần tượng Peter cả thôi. Thật ra trong thâm tâm họ không muốn Peter đến đây, khuôn mặt nổi bật đó đã ghim trong đầu tất cả sát thủ vinh diệu, Peter sẽ không thể sống sót rời khỏi đây, thậm chí còn không vào được ấy chứ. Lúc này Peter đã vào trong, hòa vào đám sát thủ cấp D, họ nhận nhiệm vụ tiếp cận lão già Peter. Nếu ai đụng độ Peter hãy giả vờ tỏ ra nghe lời và sử dụng súng an thần được cấp. Hắn là một người không thể khinh thường vì vậy ta sẽ sử dụng loại đạn có thể gây mê một con voi chỉ trong 3 giây. Thêm nữa ngay khi gặp ông ta hãy tìm cách ấn nút cảnh báo khẩn cấp để báo cáo vị trí hiện tại của bản thân. Tất cả đã rõ chưa? Peter thì quá rõ là đằng khác, mọi thứ thật hài hước, để bắt được Peter chúng sẽ cần đến Peter. Những tên tay to mặt lớn của Vinh Diệu ngồi trong bồn tắm bàn chuyện về Peter và tên sếp mới của hội. Tôi khá lo đấy, không biết cậu ta sẽ mang đến những gì cho chúng ta tôi nghe nói là giờ thậm chí còn không biết cậu ta ở đâu cơ rồi peter sẽ đến và làm mọi thứ đảo lộn tổng tham mưu quân đội mỉa mai trong số đó cũng có chủ tịch choi nhà đầu tư lớn nhất của vinh diệu nhưng ông không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện về ân nhân của mình tên tổng tham mưu yêu, yêu cầu giải quyết chuyện của peter trước ngay cả một con hổ già còn không bắt được thì nên về vườn đi là vừa xin lỗi tôi không nghĩ nhiều đến mức đấy từ giờ tôi sẽ sống trong tầm khả năng của mình và chắc chắn là tôi phải cư xử tốt với những bậc trưởng lão rồi một tên có hình xăm lớn ở lưng nói trong khi dí đầu tên tổng tham mưu xuống nước xung quanh tuy bất ngờ nhưng không ai đứng ra ngăn cản hắn hắn nắm đầu lão già mùm mép nói ông quên mất vị trí của mình rồi sao khi mà ông trở thành tổng tham mưu quân đội lẽ ra ông nên chú ý tình hình và cuốn gói luôn nhìn tôi giống thằng ngu lắm hả lão già chết tiệt hắn nhếch mép trong thâm tâm hắn đang mong chờ màn xuất hiện của peter giữa kiệt tác mà peter tạo ra và kiệt tác của bố hắn liệu ai sẽ giành chiến thắng đây ngày hôm sau trong lối vào phía đông bộ phận nhân sự của bệnh viện thánh tôn Peter ôm đầu một bác sĩ trong khi anh ta đang hoang mang, sau đó anh xoay tay vặn cổ anh ta một cái rắc, cả người bác sĩ đổ xuống đất. Cứ tưởng Peter động thủ nhưng anh chỉ bẻ khớp cho anh ta, bác sĩ bật dậy nhìn anh sung sướng, Akimochi quá, sao một bác sĩ trẻ như cậu lại học được kỹ năng này chứ? Thì tại Peter hay vặn cổ giết người mà, quan trọng hơn anh đến để tìm thông tin về giáo sư có tên Nahion In, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nghe qua cái tên này. Peter lại rời đi, anh cần tìm ra tên Nathaniel đó, nhưng cái người tên Nahion In ấy như thể không tồn tại hắn đã từ bỏ cả tên và gương mặt để sống ẩn sao chỉ có một điều chắc chắn là hắn đang ở đâu đó trong cái bệnh viện rộng lớn này đây là một cuộc đua tốc độ giữa hai người ai sẽ tìm thấy đối phương trước gì thế sung gu cái này đi như rùa bỏ ấy đốc anh dùng con xe lăn của đốc em đi tới mọi người đừng chú trọng tiểu tiết quá nha lần này iona không đi cùng họ vì không được đến trình độ của iona chỉ ở hạng 335. hai anh em đốc gâu đã đi lục soát cả cái hành lang này rồi họ dặn anh thấy ai đáng nghi thì alo ngay để anh em họ tới cứu chứ anh yếu xỉu đúng lúc này đốc anh hét lên, anh ta nói đã thấy peter rồi. ô chuẩn đét, y hệt trong bức ảnh, anh ta chỉ vào ông bác giống hệt peter, khác mỗi cái mặt. peter chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì hai người đã tiếp cận ông bác xấu số, thì thầm muốn đưa ông bác ra khỏi bệnh viện một cách thầm lặng, bỏ ra đi tôi đang đi khám bệnh mà. ông bác xấu số hoang mang. một cô y tá lại gần hỏi peter có cần ống tiêm không, cô ta nghĩ chắc hẳn bọn họ tú người kia lại vì cái đó. peter hiểu ra mọi thứ đã bắt đầu rồi, cuộc săn lùng peter qua phương thức xét nghiệm máu đúng lúc này một người va vào đốc anh khiến anh ta nhăn mặt đờ mờ mắt mày để ở đít à ai mà ngờ đó lại là iona nhưng cô ta có được phép đến đây đâu nhỉ iona hoang mang kiếm cứ đến thăm em trai để qua mắt họ sau đó vội vàng chạy đi peter cũng thắc mắc vì sao cô ta ở đây giờ này nhưng Jiwon lại nhắc nhở anh tập trung nhiệm vụ khiến anh liên tưởng cô ta giống như bóng ma vậy Jiwon tò mò anh sẽ tìm tên nathaniel kiểu gì ghé thăm bộ phận nhân sự như cách anh đã làm thì không phải ý hay đâu Peter vẫn đang nghĩ cách, cả hai bên đều đang tìm kiếm nhau, ngoài việc đích thân Kim Sung Gu phải ra mặt thì không còn cách nào khác để tóm được hắn cả. Peter tìm đến tên sát thủ Brazil cao to đen đến từ dịch vụ mai táng Rio de Janeiro. Peter bày bộ mặt thân thiện chào hỏi hắn, Hello tôi là Kim Sung Gu sát thủ cấp D đến từ Vinh Diệu, tôi sẽ im lặng mà đi ạ. Peter làm mọi thứ đều có mục đích, nếu Nathaniel không chịu lộ mặt thì anh đành phải dụ hắn cắn câu thôi. ji đến lúc phải dùng thứ đó rồi. ji nhếch nhít mép, cuối cùng thì ngón tay của cô cũng được làm việc rồi. Peter mặc bộ đồ bác sĩ phẫu thuật bước vào phòng, Rodrigo ngồi bên trong khó chịu, gì, mày là ai? Peter giới thiệu lại tên mình, hắn nhận ra vừa nãy mới gặp anh, mà sao anh không đi tìm Peter đi ở đây làm gì? Peter trực tiếp hỏi tung tích của Nathaniel, Rodrigo tức giận đập bàn, sao một tên cấp đê dám hỏi về sứ đồ hả? Mà Peter hỏi thế thôi chứ cũng không cần câu trả lời, vì bây giờ anh sẽ trực tiếp khiến tên đó đến tìm anh. Một y tá nam hốt hoảng cấp báo tin khẩn cho giáo sư, đoạn camera quay lại cảnh Peter và Rodrigo tần nhau trong phòng phẫu thuật chỉnh hình ở tầng 3. Nathaniel tỏ ra hứng thú khi xem đoạn video, hắn lẩm nhẩm đến thời gian Peter hạ gục Rodrigo vỏn vẹn 10 giây. Nathaniel không nhịn được phấn khích khi anh hạ hắn chỉ trong 10 giây, xem ra Peter đã đến thật rồi, nhưng gương mặt trên CCTV là Peter của năm 60 tuổi. Sau đó ông ta đi đâu? Nathaniel hỏi nhân viên, anh ta run rẩy báo cáo đội an ninh đang kiểm tra vì toàn bộ dữ liệu của bệnh viện đều đã bị xóa bỏ. Trợ lý run rẩy cúi đầu, "Chúng, chúng tôi không thể cản được hắn với công nghệ này, làm ơn giáo sư, xin ngài đừng giết tôi." Nathaniel hít một hơi, hắn nhìn sang Park sang Jo đang cười phấn khích khi Peter xuất hiện, lúc này sang Jo đang khỏa thân nằm trong ống nghiệm của hắn. Nathaniel còn có Grayson, Carter, Sawyer và Robert trong tay, hắn đã chừa chỗ VIP cho Peter trong đống ống nghiệm này, nóng lòng muốn thấy anh khỏa thân nằm trong ống nghiệm của hắn. Đỉnh vãi, Peter khen ngợi Jiwon người làm giai đoạn CCTV giả mạo, từ nếp nhăn đến biểu cảm đều y như thật, giờ đây chỉ cần đợi Nathaniel xuất hiện sau khi thủ vệ của hắn bị đánh cho thảm hại thôi lúc này iona đang ngồi ăn trưa trên tầng thượng cô nhận được thông báo giáo sư muốn gặp cô ta mà ở trong bệnh viện này người duy nhất được gọi là giáo sư chỉ có sứ đồ nathaniel nhưng hắn gọi cô làm gì chứ chẳng lẽ chuyện ở bạch tuộc quán đã bị phát hiện hay sao thế nên iona không muốn gặp những người khác khiến họ liên lụy đặc biệt là peter tại sao cô không thể gặp tôi hả peter xuất hiện đúng lúc khiến iona giật cả mình anh cứ như cô hồn tháng bảy ấy iona định chuồn đi nhưng bị peter giữ lại bằng một hộp gà rán nhưng Iona đã quyết tâm không muốn khiến anh gặp nguy hiểm nên cô nhất định từ chối, gà thì xin cả hộp nhưng ngồi ăn chung thì méo. Cô định ấm hết hộp gà của tôi à?" Thấy Peter hỏi vậy Iona đành ngồi lại ăn một miếng, tuy thế nhưng 10 phút sau nguyên hộp gà của anh đã nằm gọn trong bụng cô ta. Peter tò mò cô ta chuẩn bị gặp ai, Iona không định kể nhưng vẫn kể. Lý do cô ta ở bệnh viện này, dù nghe rất khó tin nhưng Iona biết anh có liên quan tới ông già Peter Cô không thể giúp anh tìm ra ông ấy, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, khi đó ông già Peter vì bảo vệ cô mà bị bắn nên có lẽ đã ngủ củ tỏi rồi. Tôi đang tìm một người, Peter cắt ngang lời cô ta, anh không muốn kéo cô vào chuyện này nhưng nếu cô ta tìm đến đây vì chuyện đó thì ít nhất cũng nên nắm được tình hình. Anh dơ tấm ảnh của Nathaniel, chắc chắn là cô ta biết sứ đồ này, Iona không được triệu tập cho cuộc săn lùng Peter, có vẻ hắn đã gọi riêng cô ta đến đây. Không, đồ ngốc, người đó không phải Nathaniel, Iona nói, đang chuẩn bị tiết lộ sự thật thì một đám người tìm đến. Ly iona, tôi đã nói là không có ai đi cùng rồi mà bất chợt iona run rẩy khi nhìn thấy người đó hắn chính là sứ đồ nathaniel tổng giám đốc bệnh viện đa khoa thánh tôn xếp loại sứ đồ hắn đánh mắt sang peter anh từ từ đứng dậy trong sự hoang mang của iona chào giáo sư ạ peter cúi người cung kính bắt tay nathaniel dùng gương mặt giả chân giới thiệu bản thân trước thái độ niềm nở của anh hắn vẫn giữ yên lặng con mắt sâu thẳm như nuốt chọn người đối diện không đáp lời peter nathaniel ra lệnh cho iona tới phòng hắn sau khi hắn rời đi peter nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình sau khi bắt tay hắn quả nhiên nathaniel không phải người bình thường trên đường về mấy tên thủ vệ kể rằng peter đã bắt được bắc sang do nhưng có vẻ chỉ là ăn may thôi nathaniel không quan tâm hắn cần tập tài liệu mà hắn ra lệnh cho họ tìm hiểu tên thủ vệ cung kính đưa cho hắn nhưng nathaniel không cầm được khiến tên thủ vệ hốt hoảng hắn trầm tư nhớ lại giây phút nắm tay peter lại nhìn đôi tay đang run của mình cậu trai đó tên là gì hắn hỏi cấp dưới lần này peter đã lọt vào mắt xanh của hắn rồi giuan kinh ngạc khi peter được cử làm trợ lý của nathaniel trong khi anh đáng ra phải chạy càng xa càng tốt nhưng peter thấy mọi thứ đang vô cùng suôn sẻ hắn biết rõ peter đã lẻn vào nhưng càng tìm lại càng không thấy giuan tức điên ông già này điên rồi à nếu chú bị bắt là cả hai chúng ta chết chúng đấy đương nhiên peter không quan tâm làm trợ lý có khi lại khám phá ra điều gì hay ho đấy peter được đưa cho một tấm thẻ cho phép anh ra vào bất cứ nơi nào của bệnh viện trước khi gặp nathaniel anh được dặn phải tuân thủ ba điều Thứ nhất, không được mở miệng cho đến khi được cho phép, thứ hai không được thắc mắc về những thứ hắn đang làm, cuối cùng là không bao giờ được chối bỏ ân điển của Nathaniel. Sau khi thống nhất anh ta dẫn Peter vào gặp Nathaniel, đi cùng hắn còn có vài tên đầu trâu mặt ngựa khác đến từ dịch vụ mai táng Rio de Janeiro. Xem ra lần này không đơn giản rồi, chúng là những tên ngoại quốc đã quen với mùi máu tanh, chúng không thuộc Vinh Diệu và cũng không trung thành với Vinh Diệu. Chúng đơn giản chỉ đi theo vị vua và tồn tại vì vị vua đó, đây chính là đội quân của Nathaniel để ngăn chặn peter thoát ra chúng phong tỏa bệnh viện với lý do virus phòng thí nghiệm thoát ra trong khi đó một đội sẽ lấy máu của những người cùng tuổi với peter và phân tích đối chiếu dna chắc chắn là peter chưa thoát ra khỏi đây cải trang có giỏi đến đâu thì cũng không thể đổi dna được bắt được peter chỉ là vấn đề thời gian thôi trong khi đó peter thật đang nhếch mép anh đã nắm được kế hoạch của chúng nhưng cũng không thể xem nhẹ tên nathaniel được là một trợ lý peter đi theo nathaniel đến mọi nơi thăm khám bệnh nhân anh chắc chắn hắn có toan tính gì đó mới cho anh làm trợ lý thân cận nhưng thời gian trôi qua mà hắn chỉ làm mấy thứ lật vật này, thất vọng lắm hả?" Nathaniel lên tiếng sau một thời gian thử thách tính kiên nhẫn của anh. Sau đó hắn dẫn Peter tới một nơi đặc biệt, một nơi không được đánh dấu trên sơ đồ bệnh viện. Cầu thang dài như vô tận khiến anh cũng chẳng biết nó có điểm cuối hay không. Không gian thì tối om, Peter chỉ đơn giản là im lặng và đi theo hắn, rốt cuộc tên Nathaniel muốn cho anh xem cái gì? Hắn dùng thẻ mở cửa, khung cảnh khiến Peter nhíu mày, chỉ có thằng khốn mới có những sở thích quái gở tàn bạo như thể thí nghiệm với con người như hắn cậu hứng thú với sinh học chứ hắn hỏi trong khi dẫn anh đi tham quan các mẫu vật darwin từng nói mọi sinh vật tiến hóa nhờ chọn lọc tự nhiên một cách tình cờ nhưng với nathaniel thì không hắn quan niệm tiến hóa không phải do chọn lọc hay ngẫu nhiên mà là do bản thân sinh vật gương mặt kinh dị của hắn áp sát peter khiến anh nổi da gà trở lại với thuyết tiến hóa của nathaniel những kẻ yếu đuối sẽ bị vứt bỏ những kẻ mạnh được giữ lại và tiếp tục phát triển như thế còn tốt hơn là điên cuồng bám theo những thứ yếu đuối vô dụng vậy thì kim sung -gu -a, Lý do tôi để mắt tới cậu là, đúng lúc này thông báo đỏ vang lên cắt ngang lời hắn. Một đối tượng thí nghiệm ở tầng hầm đã trốn thoát, biện pháp thứ nhất gây mê không thành công. Hắn dễ dàng hạ gục đội an ninh trong nháy mắt. Đã gần đến lối ra, hắn điên cuồng chạy trốn trong 5 giây cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại. Đột nhiên bức tường bên trái hắn nứt ra, Nathaniel dùng một bàn tay tóm lấy đầu của đối tượng thí nghiệm. Một vật thí nghiệm như mày không nên làm phiền người khác đâu, Nathaniel nói trong khi bóp nát hộp sọ đối tượng chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh tắt dần sau đó hắn khôi phục gương mặt với nụ cười công nghiệp đến mức ớn lạnh rút bàn tay đầy máu ra khỏi bức tường nathaniel trở lại chủ đề chính hắn thích những người khỏe mạnh cơ bắp gân hay tế bào hắn xé chúng ra lột ra họ bằng chính đôi tay của hắn dạo gần đây hắn vừa phát hiện ra một người có năng lực thể chất đặc biệt chính là anh hắn cảm nhận sức mạnh không thường thấy ở độ tuổi của peter 18 chứ không phải 60 nhé tôi muốn thấy trái ngọt của lý tưởng của tôi thông qua cậu cậu sẽ mạnh đến nhường nào sau quá trình tiến hóa kia chứ không phải chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hào hứng sao hãy nhận lấy ân điển của tôi nathaniel giơ tay về phía peter hắn hứa sẽ giúp anh lên đến cấp a thậm chí là sức mạnh tương đương với một sứ đồ cuối cùng peter cũng rời khỏi căn hầm đó duy -un dùng mình khi nghe tin hắn đấm xuyên cả bức tường nhưng bất ngờ hơn là hắn còn cảm nhận được sự hiện diện sau bức tường không chỉ bắt được đối tượng mà còn nghiền nát hộp sọ của anh ta Ji-Won thấy thế liền khuyên Peter nên mặc kệ Nathaniel, nhưng Peter đương nhiên không làm vậy, anh cũng tò mò về nguồn gốc của sức mạnh đó. Hai ai cả nổi quý ngài cứng đầu này đây? Ji-Won thở dài, bây giờ quan trọng là cái thủ tục lấy máu vớ vẩn kia. Peter đã có cách, anh dự định sẽ thay đổi kết quả thí nghiệm, đã qua 48 tiếng rồi nên chắc kết quả đang ở phòng của hắn. Còn nếu muốn lẻn vào phòng của Nathaniel thì dễ thôi, vì anh đã có chìa khóa đây rồi. Ông già điên này, nếu bị bắt thì ăn cám đấy. Giwon sốt ruột, nhưng Peter tính cả rồi. Trong khi đi lòng vòng cùng tên Nathaniel anh đã biết được chính xác khoảng thời gian hắn không có ở phòng là 4 phút 30 giây và anh có thể dễ dàng trao đổi kết quả. Nathaniel vẫn làm việc như bình thường, trong khi về phòng hắn được báo cáo không có ai có DNA giống Peter sau khi kiểm tra. Thú vị thật, trong số tất cả các bệnh nhân ở cùng độ tuổi ở bệnh viện này mà không có ai trùng khớp DNA với Peter à, hắn nói. Thủ vệ cho rằng Peter vẫn đang trốn ở một góc nào đó, nhưng Nathaniel thì không, đó là tưởng tượng của họ thôi. Biết đâu Peter mà chúng ta đang tìm kiếm lại không giống như những gì chúng ta nghĩ thì sao? Nathaniel bất thình lình xuất hiện sau lưng Peter, hắn tự hỏi một tên sát thủ cấp D như anh làm gì trong phòng một sứ đồ khi hắn đi vắng. Peter giật mình, trong suốt hai ngày qua hắn chỉ đi thực hiện những vòng kiểm tra y hệt nhau trong cùng một thời điểm, đáng lẽ phải còn 2 phút 30 giây nữa hắn mới về phòng, tại sao hắn quay lại sớm hơn? Chẳng lẽ Nathaniel cố tình thể hiện như thế, cố tình khoe khoang về những bí mật ẩn sâu dưới lòng đất như một miếng mồi khiến anh tin rằng hắn ta đang đùa giỡn với anh? Chẳng lẽ ngay từ phút đầu tiên hắn đã nghi ngờ anh từng giây từng phút? Trước cái nhìn ớn lạnh của hắn, Peter bình tĩnh trở lại gương mặt thân thiện của mình anh đưa cho hắn tập tài liệu mà bác sĩ hong nói cần chuyển cho hắn đang định rời đi thì nathaniel kéo anh lại dù cho không biết gì đi nữa thì có vẻ cậu cũng đã nghe nhiều về cái này rồi tại sao cậu lại tò mò về mẫu máu của các bệnh nhân cao tuổi hả giải thích đi kim sung gu phần nào của tài liệu này làm cho cậu cảm thấy hiếu kỳ thế không khí căng như dây đàn Peter lên tiếng kể cả khi ngài thay đổi lời nói cách hành xử khuôn mặt và cả biểu cảm nhưng thứ duy nhất không thể giả mạo được chính là dna Peter vẫn chưa bị bắt mà đúng chứ có nghĩa là hắn không phải ông lão già khọm như chúng ta nghĩ tôi nghĩ là có khả năng ông ta không có vẻ ngoài già nua đâu vậy nên tôi đã đi tìm người từng đi phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian gần đây rồi đối chiếu với hình ảnh này nhưng tôi không thấy ai như vậy cả rồi đột nhiên Peter tỏ vẻ sợ sệt xin lỗi hắn vì đã tự ý hành động nhưng thực chất đây là kế hoạch gậy ông đập lưng ông nếu hắn đã nghi ngờ thì anh sẽ lợi dụng nó để đánh ngược lại hắn ngẩng đầu lên nathaniel nói hắn đột nhiên chạm ngón tay vào chán anh khiến Peter thoát cả tim cậu làm gì vậy hả làm việc chăm chỉ là tốt nhưng mà cũng phải giữ lấy phẩm cách của một thành viên vinh diệu chứ giờ thì đi đi hắn nói sau khi peter rời đi hắn đã dỡ bỏ nghi ngờ với anh vì qua lần đụng chạm đó nathaniel biết được da của peter là da thật không phải mặt nạ da người cũng không phải trang điểm hắn bóp nát ipad trong tay trò chơi trốn tìm với peter khiến hắn nóng ruột rồi đấy trước đây có một đấu trường hiện đại được tạo nên ngoài vòng pháp luật nơi được phép giết người và vị vua của nơi đó là máy chém carter forman tự xưng là người đàn ông sở hữu đôi chân mạnh nhất hành tinh một ngày nọ, Nathaniel tìm đến và cướp đi đôi chân của Carter, nắm đấm mạnh nhất thế giới Sawyer cũng gục ngã trước một đấm của hắn. Bang đảng mạnh nhất cũng sụp đổ sau khi bị Nathaniel nhắm đến. Hắn đã tìm gặp và đánh bại hết những tên được mệnh danh là mạnh nhất hành tinh này, nhưng hắn vẫn không được công nhận là mạnh nhất vì tất cả đều nghĩ đến Peter. Từ ngày đó, Nathaniel bắt đầu lùng sục Peter, nhưng hắn không thể tìm được. Để quang minh chính đại trở thành người mạnh nhất thế giới, hắn phải tìm ra anh. Thế nên Nathaniel tìm người cuối cùng gặp mặt Peter. Lúc này Iona đang bị hai anh em nhà đốc thẩm vấn, tại sao cô lại tới đây, chỉ có sát thủ cấp 334 trở lên như hai anh em họ mới có tư cách. Quan trọng hơn là sao cô lại đi ra từ phòng của Nathaniel, chắc chắn có chuyện mờ ám rồi. Đúng lúc này trợ lý của hắn tới tìm cô, chỉ được phép tuân lệnh chứ không được thắc mắc. Nathaniel đưa ra tấm ảnh Peter, cô là người đầu tiên còn sống sót sau khi chạm mặt một sứ đồ nguy hiểm đến vậy. Ban đầu hắn nghĩ cô là trò cưng của Peter, nhưng Iona chẳng có gì đặc biệt so với tên Park sang Do cũng dùng dao. Iona tự chấn an, dù không có bằng chứng cụ thể nhưng cô sẽ giả vờ không biết đến cùng. Nathaniel đã nghĩ đến một giả thuyết từ nơi ẩn náu của bạch tuộc đến mật thất của sang giò. Cô đã nhận được sự giúp đỡ của Peter và để trả ơn cho Peter thì cô ta làm gì có giá trị gì ngoài cơ thể đó. Chỉ có một suy đoán hợp lý, đó là Iona đã thành gián điệp hai mang cho Peter. Nhưng hắn cũng không xử lý cô ta ngay, hắn biết Iona còn có một em trai đang đau đớn vì mắc bệnh máu khó đông từ rất lâu. Ba năm tới là giai đoạn khó khăn vì Eugene sẽ gặp phải rất nhiều biến chứng. Nathaniel nắm tay Iona tỏ vẻ thân thiết, hắn nói đã phát triển một loại huyết thanh với giá trên trời, nhưng chỉ với một lần tiêm bệnh nhân sẽ thấy khỏe như thể khỏi bệnh hoàn toàn. Đến mức này một người nhanh nhạy như cô Iona biết mà đúng không rằng cô nên đi theo phe nào? Nathaniel nói. Hắn không cho cô cơ hội mở miệng, hắn muốn gặp mặt Peter vào ngày 24, hắn muốn có mọi thông tin Peter nói cho Iona. Vào 2 giờ chiều ngày 24, Iona phải đến tháp đồng hồ ở sảnh bệnh viện để làm mùi nhử. Nathaniel biết rõ số tiền lớn trong 3 năm cô ta không thể kiếm đủ, chỉ cần để hắn tóm được Peter, Eugene sẽ được cứu, đôi bên cùng có lợi. Đầu tiên tôi sẽ cho cô một chỗ để nghỉ ngơi trong bệnh viện, lý do là để điều trị, Iona còn chưa hiểu gì thì cánh tay đã bị hắn bẻ gãy. Iona hét lên trong đau đớn, Nathaniel dẫm lên tay cô cảnh cáo, trong bệnh viện của tôi người bình thường không thể nào nhập viện được. À tiện thể, thể thì nếu cô từ chối đề nghị của tôi, ta sẽ biết người được điều trị tiếp theo là ai thôi ngồi trong phòng bệnh Iona dối bời, Peter đã giúp đỡ cô đến tận bây giờ, nếu để hắn phát hiện thì cả cô, anh và Eugene đều phải xuống lỗ. Nhưng nếu cô ta làm tốt thì em trai cô sẽ được sống, rốt cuộc là cô nên làm gì đây? Đúng lúc này Peter đẩy cửa và thông báo đến giờ tiêm, trước sự kinh ngạc của Iona, anh thản nhiên bật tivi lên xem ké. Iona đau đầu không biết phải làm gì, Peter liếc cánh tay gãy của cô, thân là sư phụ thì phải quan tâm đồ đệ của mình chứ. Iona trầm tư, cuối cùng cô hỏi anh sẽ làm gì trong ngày 24. Mặc kệ Peter khó hiểu, Iona hẹn anh gặp mặt vào đúng 2 giờ chiều ngày 24 trước tháp đồng hồ. Đó là quyết định cuối cùng của Iona, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Sau khi Peter rời đi, Iona rơi nước mắt, Zujin à, chị làm đúng chứ, chị chỉ có thể làm vậy thôi. Ngày 24, cũng chính là kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện, Nathaniel hớn hở chờ đợi sự xuất hiện của Peter. Vậy cô Iona, Peter đang ở đâu? Hắn liên lạc với cô qua tai nghe. Iona thở dài, ông ta đang đến đây. Đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều, cả ba người đều đang mong chờ cuộc gặp này. Cuộc gọi cuối cùng của Iona với Eugene, cô hứa sẽ đưa cậu đi xem World Cup, được ngồi máy bay, dù cho họ nghèo rớt mồng tơi. Iona không thể né tránh, đây là điều tốt nhất mà cô có thể làm, nên là Peter nhất định phải giữ lời hứa với cô. Đồng hồ chỉ 2 giờ, tên Nathaniel sướng điên người, 2 giờ 1 phút, hắn lại thất vọng, rốt cuộc chỉ có mình Iona đang đứng ở tháp đồng hồ. Còn Peter, anh đã giữ lời hứa, lúc 2 giờ đúng gặp nhau ở tháp đồng hồ ngoài sân, vì Iona đã nói như vậy, nếu anh đi đến nơi nào khác thì chắc chắn sẽ hẹo người giết bạch tuộc là anh chứ không phải lão già peter nên nếu nathaniel biết được thì cả lũ đi đời nhà ma xung quanh cô ta đâu đâu cũng là đàn em của nathaniel dù anh có mạnh thì cũng quá nguy hiểm với iona peter là người bỗng dưng một ngày xuất hiện khiến cô luôn phải nghi ngờ nhưng lại là người đầu tiên ngồi ăn cùng iona lần đầu tiên đi công viên giải trí nỗi lo lắng khi phải phụ thuộc vào ai đó và cả một người nghiêm túc suy nghĩ xem điều gì mới là tốt thế nên iona không thể phản bội anh cả người cô run rẩy cô thú nhận từ ngày đó chưa bao giờ gặp lại peter già cũng không có liên lạc, cô chỉ nói dối để em trai được chữa trị. Iona bất lực quỳ xuống, cầu xin ngài hãy giao cho tôi nhiệm vụ mà tôi có thể làm, tôi giỏi dọn dẹp và cũng đang rất chăm chỉ luyện tập, thế nên xin ngài đừng động đến em trai tôi. Mười điểm cho sự thành thật, như Nathaniel không phải người có trái tim, tác dụng duy nhất của cô trong mắt hắn là có liên quan đến Peter, còn bây giờ cô không thể mang Peter đến thì chỉ có đi chết thôi. Đúng lúc này còi báo cháy vang lên, tất cả bệnh nhân và y tá được lệnh sơ tán khẩn cấp, cả anh em nhà đốc cũng co giò lên chạy thoát thân. Đúng lúc họ rời đi, cánh cửa xung quanh bệnh viện đóng lại. Nathaniel nhếch mép, cháy kiểu gì mà không ngửi thấy mùi khét. Đúng lúc này Peter bước vào, anh đã hứa là sẽ gặp cô ta ở trước tháp đồng hồ mà. Bình thường nếu trong bệnh viện có đám cháy, mọi người sẽ sơ tán đến nơi an toàn. Nhưng mấy người này vẫn đang bình chân như vậy đứng tại đây chứng tỏ họ không phải bác sĩ thật sự, cũng chẳng phải bệnh nhân, mà là đám sát thủ được triệu tập để giết anh đây mà. Tôi, là sao, cậu đang nói gì vậy hả, cậu xung gu tới đây để cứu cô yêu Na sao, Nathaniel chống cảm. Hắn đã biết anh có gì đó sai sai rồi, thế nhưng liệu anh có thể xử lý được những tay đào huyệt đến từ Rio de Janeiro không? Có một nơi gọi là thành phố Tăng Lễ, khu ổ chuột Rio, vòng đời của những đứa trẻ được sinh ra ở đây là 16 năm, lý do là bởi hầu hết mọi người ở đây đều chết trước 10 tuổi. Đây là nơi tập hợp vô số xác chết, là nơi kẻ yếu đáng nhận lấy cái chết và chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại được. Bắt cóc, ma tuế, mại dâm, những kẻ đào huyệt thâu tóm toàn bộ các ngành công nghiệp đen và trở thành tổ chức quyền lực nhất Brazil, gọi là dịch vụ mai táng Rio de Janeiro. 100 kẻ mạnh nhất từng sinh tồn ở nơi đó đều đang ở đây, bây giờ một đấu 100, liệu Peter có thể chiến thắng không? Nathaniel lại cười điệu cười biến thái của hắn, với hắn anh là một chú hổ con có tiềm năng, nếu phát triển dưới tay hắn thì anh sẽ là một kẻ săn mồi bất bại. Nhưng hiện tại anh chưa thể thắng giống loài trưởng thành được, cái trò chơi sức mạnh tình bạn không có ở mô típ hàn sẻn đâu, anh nên đi với hắn xây dựng gia đình thì hơn. Peter lạnh lùng nhún vai tỏ ý từ chối, Nathaniel cũng đã lường trước được, vậy thì phải mở màn với hai tên rơi từ trên cao xuống thôi hai sát thủ cấp b của dịch vụ mai táng bị cứa cổ trong chớp mắt ai nấy đều kinh ngạc anh đã giết đối thủ nhảy từ trên cao xuống mà không cần nhìn thậm chí còn tấn công vào những yếu điểm một cách chính xác bằng cây bút nhặt từ chỗ choi ơn trang trong peter bây giờ không còn là một chú hổ con nữa khoảng thời gian để một người chết đi nếu cắt động mạch thì là một phút 12 giây cắt tĩnh mạch là 40 giây cắt tĩnh mạch cổ chỉ mất 12 giây cứ cho là một phút anh giết được một người thì peter phải chiến với 100 tên sát thủ hắn rất tò mò liệu anh có thể sống sót được tới phút thứ một hay không đám dịch vụ mai táng lao lên đồng loạt chúng ghét những thứ yên bình bạo lực mới đem lại cảm giác muốn sống tiếp cho chúng tên nào tên nấy xông lên đều chết ngay tức khắc dù thế nhưng peter đang bị dồn vào chân tường cứ mất một tên lại thêm một tên khác thậm chí còn hăng hái hơn tên đã chết cậu xung gu né đòn cũng giỏi đấy lại còn nhanh nhẹn nữa nhưng cứ thế thì không còn sức mà đánh đấm nữa đâu ô làm thế nào bây giờ cậu không còn nơi nào để chạy nữa rồi nathaniel làm bình luận viên trận đấu peter bị hàng chục người bao vây lại còn bị dồn vào góc tường nữa ở đây đông vui quá nhỉ Peter nhếch mép anh định làm gì á đương nhiên là tắm sạch cho bọn cao to đen hôi này rồi một làn nước mạnh phun về đám sát thủ tôi còn chưa khởi động xong mà nhưng cũng chỉ được vài giây nước đã xả hết nathaniel thấy anh cũng nhanh trí đấy nhưng một cái ống chỉ có vài lít nước thì giết người kiểu gì đây bình tĩnh nào tôi đã nói là chưa khởi động xong mà Peter khởi động máy kích nhịp tim dí no xuống vũng nước dưới chân đây mới là đòn đầu tiên này dòng điện cao áp khiến chúng bị giật tay tua mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng Chà cậu sung gu đúng là ngạc nhiên ghê cậu tính làm tôi ngỡ ngàng đến mức nào nữa đây nathaniel tròn mắt vỗ tay đầy phấn khích hắn giờ mới hiểu ra peter cố tình bị vây hãm để dụ chúng tới chỗ ống nước sau đó kết hợp máy khử dung tim bằng tay đúng là càng nhìn hắn càng mê anh cậu sung gu cho phép tôi sửa luật một chút 100 phút giảm xuống một nửa cậu còn sắp xỉ một tiếng chắc phải tốn gần 2 tiếng để cậu xử lý chúng đó. peter không vội anh nhặt một tấm bảng lên và viết gì đó rồi ném cho chúng xem vị trí gạch đỏ ở động mạch cảnh Mấy tên này khoác áo bác sĩ mà không biết tình trạng mất máu quá nhiều do vết thương cắt phải động mạch cảnh, và đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đám còn lại. Bây giờ chúng mới nhận ra bản thân ngu đến mức nào mới đối đầu với Peter. Chỉ dùng một cây bút, anh cắt chính xác vào động mạch cảnh của chúng, bay nhảy như khiêu vũ cùng với máu tươi phun ra nóng hổi. Chúng lao lên lấy thịt đè người, nhưng chỉ còn là cái xác chưa nguội khi đụng vào anh. Iona đã từng nghe kể về người đàn ông mạnh nhất thế giới, một huyền thoại như trong cổ tích mà người ta hay kể, thế nhưng khi chạm mặt người đó, huyền thoại ấy chỉ là một ông già bình thường hơn cô tưởng. Ông ấy kiên cường bền bỉ nhưng lại không làm được gì nhiều, không hề giống một vị anh hùng đã chiến thắng trước một nghìn người chút nào, rốt cuộc thì Iona vẫn không tin vào lời đồn. Nhưng mà nếu như lời đồn về Peter là chính xác, cô có thể tưởng tượng đó sẽ là một người như vậy. Wow, Nathaniel ôm mặt sướng rơn người, cậu sung đúng là người tôi tự tay chọn có khác, chỉ trong 13 phút cậu đã hạ gục hơn 100 người. Peter bình thản nói, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, bởi vì anh vẫn còn sống mà, giờ thì chọn đi, anh muốn tôi lên đấy không? Quỳnh, Nathaniel lao xuống từ trên cao khiến sàn gạch vỡ lở, với biểu cảm như một tên tâm thần hắn nói cậu sung hua câu trả lời này đã hợp lý chưa